Lê Ngọc xin chào cả nhà. À, trong video này Lê Ngọc sẽ giới thiệu với cả nhà một số dòng chậu thuần à, cây đang rất là đẹp và có nhiều vòi nụ hoa. À, cây đầu tiên mà cả nhà đang xem đó là cây đồng tiền tím. Cái dòng đồng tiền tím này á, cả nhà mình sưu tầm thì rất là thích hợp để chơi tác phẩm vì dòng này thân lá khỏe và cành hoa phải nói là siêu dài luôn. Hiện tại thì Lê Ngọc đang có một chậu vòi hoa dài và đã bắt đầu nở và một chậu thì đang lên vòi. À, dòng này là dòng chậu phi 30 và là size lớn Cả nhà thấy là thân lá của dòng này rất là đẹp Và một chậu như Lê Ngọc đang quay thì sẽ có giá là 550 ngàn Và sẽ bao gồm cước vận chuyển cho cả nhà à, Mình thấy trong hình vậy thôi Chứ những cây này khi đóng đi thì thường sẽ đóng từ thùng 1m cho đến 1m2 Còn cây này là cây vàng cớm à, vàng cớm là một dòng đen rô màu nhưng mà nó có rất là nhiều ưu điểm À, thân lá lớn cành hoa dài và cực kỳ xuyên hoa và độ bền của những dòng cây này thì thường nó sẽ là khoảng tầm 2 tháng rưỡi à, hoa rất là bền hiện tại thì vàng cớm Lê Ngọc đang có hai chậu à, một chậu đang có hoa nở và một chậu đang có vòi nụ hoa luôn cây này là chậu thuần Phi 30 và đã thuần lâu à, thân lá sinh trưởng rất là đẹp và một chậu vàng cớm như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 480.000 Còn cây này là cây bò lai hoa màu tím nè cả nhà Dòng bò lai thì cái cánh nó sẽ xoắn Còn cây bò bình thường thì nó cánh của nó cánh lớn và không có xoắn Dòng bò lai xin thì thân lá rất là đẹp à, Thân sinh trưởng về chiều cao rất nhanh à, Lá đẹp à, Một chậu phi 30 như Lê Ngọc đang quay là chậu thuần ghép Nên là cả nhà thấy nó có rất là nhiều thân à, Và đã thuần bằng với thể vỏ thông sạch và chậu thuần như Lê Ngọc đang quay có giá là 700 ngàn một chậu Còn cây này là cây pin biên hòa mới Cái dòng pin biên hòa này á Cả nhà thấy là cái khuôn hoa của nó cực kỳ to luôn Và đặc biệt trong chậu này nó có hai màu à, Một màu hồng đậm và một màu hồng nhạt Dòng pin biên hòa này cái khuôn hoa nó to nhất trong tất cả các dòng pin Và cực kỳ xuyên hoa Cây này gần như là Đối với cây thuần như thế này thì gần như nó có hoa quanh năm luôn á cả nhà Vì à, ngoài cái hoa đỉnh ngọn thì nó còn ra hoa nách lá nữa và một chậu đăng hoa như Lê Ngọc Quay thì có giá là 650 ngàn Còn cây này là cây kinh hổ mang xưa à, Dòng kinh hổ mang thì hiện tại thì Lê Ngọc có một số chậu à, đã lên vòi hoa rồi Cả nhà mình có thể sưu tầm về để chơi hoa luôn Và những cây này thì đã thuần trên một năm hết Nên là cả nhà thấy là cái à, vệ về sinh trưởng cây cũng như là bộ rễ nó rất là khỏe à, Chậu mà Lê Ngọc đang quay thì thường nó sẽ cao từ 1 mét trở lên À, như chậu trong hình thì khoảng tầm 1 mét Và giá của dòng này là 750.000 Còn cây này là cây uh, Cezanne Ba Xưa Dòng Anh Ba Xưa thì cả nhà biết là cái cành hoa nó rủ rất là đẹp à, Và cây này khi mà mình thuần lên cây lớn thì nó cực kỳ xiên hoa Và độ bền hoa của cây này thì sẽ từ 2 tháng rưỡi cho tới 4 tháng à, Nếu mà cái cây của mình khỏe, sinh trưởng khỏe thì nó nuôi hoa rất là lâu À, nên là cả nhà mình khi mà mình chăm sóc cây thì mình ưu tiên là mình sẽ chăm sóc bộ rễ nhiều hơn à, cũng như là mình đi dinh dưỡng phù hợp hơn à, cho cây của vườn của mình và đặc biệt là cái vườn của mình nuôi trồng hoa lan thì nó phải có nắng nha cả nhà à, cây có nắng thì nó mới sinh trưởng khỏe và nó có đề kháng ở trong cây à, kháng được nhiều bệnh còn vườn mình thiếu nắng thì cây nó sẽ rất là chậm hoa và một chậu thuần như Lê Ngọc đang quay thì có rất là nhiều thân luôn. Chậu này chắc có khoảng tầm từ 14 cho đến 15 thân hoặc là có hơn. Và hiện tại thì đang lên mầm gốc rất là nhiều. À, và giá cho một chậu như em đang quay là 550 000 à, những cây thuần trong video hôm nay thì đều sẽ bao gồm cước vận chuyển nhanh cho cả nhà mình hết. Còn cây này là cây tím lưu 506. À, dòng này thì cái số lượng còn rất là ít. À chỉ còn một hai chậu thôi. Và chậu mà Lê Ngọc đang quay là đang có vòi hoa sẵn luôn. À đang có bốn vòi và đã bắt đầu nở hoa rồi. À giá của chậu này là 380.000đ. Còn cây này là cây kinh 10 bit nè cả nhà. À dòng kinh 10 bích mới thì cái màu sắc hoa nó rất là đẹp giống như trong những video trước thì lê ngọc cũng có nói là dòng này cái hoa của nó nhìn sắc nét hơn so với dòng cây cũ và nó có cái ưu điểm nữa là thân lá cực kỳ khỏe luôn chậu mà lê ngọc đang quay cho cả nhà xem thì chiều cao hiện tại của nó khoảng tầm hơn 1m2 à, và bây giờ đang vẫn còn đi ngọn cây này khi đứng ngọn thì nó sẽ ra hoa nách rất là nhiều à, hiện tại thì đang dưỡng thân lá để mình có thể sưu tầm về để chơi tết à, cây mướt rất đẹp và đi điều hướng và một chậu như thế này thì giá của nó sẽ là 850.000 à, Cây này đóng ra chắc thùng chắc khoảng mét m luôn đó cả nhà Còn cây này là cây uh, ruby à, Ruby thì hiện tại Lê Ngọc đang có hai chậu à, có vòi nụ hoa sẵn luôn Dòng ruby thì thân lá nó không lớn như những dòng nắng khác Nhưng mà cây này lại cực kỳ xuyên hoa à, Cả nhà thấy là khi mà thuần thì cây gần như lúc nào cũng có hoa hết à, Và giá cho một chậu như Lê Ngọc đang quay là 550.000 còn chậu này thì nó sẽ có hai màu hoa và đang có hoa sẵn luôn Đó là một cây pin xưa và cây vàng ánh kim Hai à, dòng này thì thân lá giống nhau chỉ khác màu hoa thôi Về sinh trưởng cũng giống nhau cả nhà à, hiện tại thì chậu thuần này đang có hai màu và có hoa sẵn cả nhà mình có thể sưu tầm về giữ giống và để chơi hoa luôn và giá của chậu này là 650.000 năm À, tất cả các cây thường trong video hôm nay thì sẽ đều bao gồm cứ vận chuyển nhanh cho cả nhà và khi gửi đi thì sẽ đảm bảo hoa và nụ cho cả nhà luôn để khi mà mình sưu tầm về thì mình có thể chơi hoa được còn cây này là cây bò lưu xưa à, dòng bò lưu xưa thì hoa cánh lớn và hoa khi nở ra thì nó rất là thơm à, hiện tại thì Lê Ngọc đang có chậu thuần Phi 30 thân lá đẹp à, cao khoảng tầm từ 60 cho đến 70 80 tùy theo chậu và tất cả thì đều đang có vòi nụ hoa sẵn Dòng này thì cái màu hoa của nó đẹp lắm cả nhà Ở Khi mà nở dưới nắng thì cả nhà thấy là cái màu sắc hoa nó rất là rực rỡ Và dòng này thì lá lớn Nên là khi mà mình nuôi thuần lên cây càng lớn thì càng đẹp Vì cái lá của nó sẽ lớn và tròn Nhìn giống như lá mít vậy đó Và giá cho một chậu bò lô xưa là 750 ngàn Còn chậu này là chậu bò tím à, bò tím à, chậu này là chậu khủng luôn á cả nhà à, chậu này có khoảng tầm hơn 20 thân à, lê ngọc đoán chắc khoảng tầm 25 đến 30 thân gì đó rất là nhiều thân à, mình thấy trong hình vậy thôi chứ cây thực tế ngoài rất là to à, chậu thuần bằng chậu đất nung cây này đã thường lau và bám rễ khỏe à, giá của chậu đất nung lớn này là 4 triệu một chậu Ngoài ra thì Lê Ngọc cũng có chậu thuần phi 30, chậu nhựa và chậu gỗ luôn à, Để cả nhà mình có thể sưu tầm à, Dòng bò tím này đã thuần trên một năm nên là hiện tại thì đang bắt đầu vào mùa hoa à, Sinh trưởng cây rất là khỏe Và một chậu thuần phi 30 thường nó sẽ có từ 7 cho đến 8 vòi hoa à, Có chậu chín vòi cũng tùy theo chậu và dòng bò tím này cả nhà biết là nó rất là xiên hoa và hoa rất bền À, mình nhìn vậy thôi chứ cánh xoắn hoặc là thấy hoa rủ mềm vậy thôi chứ cả nhà mình trưng thì nó cũng khoảng tầm 3 tháng à, 3 tháng hoa mới bắt đầu tàn đây là một chậu phi 30 thuần à, chậu nhựa cả nhà mình có thể lựa chọn cây đang nở hoặc là cây đang nụ thì Lê Ngọc đều có à, và giá cho một chậu thuần phi 30 chậu nhựa là 750 ngàn còn cây này là cây u thai à, dòng u thai thì hoa rất là đẹp À, cánh xoắn nhiễn và hoa khi nở ra rất thơm à, dòng này á cả nhà biết là khi nó ra hoa thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa ở nách lá và giống u thai này nó cũng rất là ít có hàng á cả nhà cả nhà mình có thể sưu tầm để giữ giống à, hiện tại thì lê ngọc đang có chậu thuần phi 30 à, thân lá rất là khỏe và đẹp à, bây giờ thì chỉ mới bắt đầu lên vòi hoa thôi à, Nên là khi mà mình sưu tầm dòng này về mình có thể dưỡng thân lá À, để khoảng tầm đến giữa tháng 10 thì mình sẽ làm hoa để chơi Tết à, Hoa này cũng rất là bền nha cả nhà Thường nắng thì hoa nó sẽ bền dao động từ 2 tháng rưỡi cho đến 4 tháng Và chậu u thai như Lê Ngọc Quay thì có giá là 700 ngàn một chậu Còn cây này là cây Sesa uh, Quay xưa à, Cây này là xưa lắm luôn á cả nhà Dòng Sesa Quay thì hoa nó rất là thơm À, mang một cái màu trắng tinh khôi không có lẫn với bất kỳ một màu nào khác À, và khi nở ra thì hoa có hương thơm rất là dễ chịu Và chậu như Lê Ngọc đang quay thì có giá là 550 ngàn một chậu Và trong video này thì Lê Ngọc cũng sẽ thanh lý một ít chậu kiếm à, kiếm gieo hạt Dòng này thì em đang có chậu thuần đất nung Cây rất là khỏe, nhiều thân à, Và Lê Ngọc Thanh Lý là từ hai chậu Giá của nó sẽ là 390 ngàn Và bao cứ vận chuyển Như vậy thì khi cả nhà mình đặt hai chậu kiếm Thì giá nó chỉ có 390 ngàn thôi À, còn cây này là cây bò sọc đỏ kim cương Dòng này là cây vòi hoa siêu dài luôn Và nó mang một sắc đỏ rất là dễ thương Và giá của dòng này là 650 ngàn Cả nhà mình yêu thích dòng cây nào trong video của Lê Ngọc Quay Thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại góc dưới màn hình Hoặc có thể nhắn tin vào Zalo, Facebook, Fanpage Vườn Lai Lê Ngọc để mình đặt hàng Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của Lê Ngọc Lê Ngọc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau